Cửa hàng Nam Tép kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay Nam Tép tiếp tục là lên sóng giới thiệu các bác một cái lô vàng cơ lai số có cái tên là Z Mao nhé. Có nhá, một lô vàng cơ lai số một cái thương hiệu của Hàn Quốc, hàng bãi xịn luôn các bác nhá. Thì đây là một trong những cái dòng vàng cơ lai số mà nó thuộc của công ty EM ấy, EIM ấy, mà hôm nọ Nam Tép bán ấy. Thì do là cái vàng này thì bên em sẽ hôm nay là giới thiệu sau cái vàng kia. Thì vàng kia hôm nay đã chính thức hết hàng thì tiếp tục em giới thiệu lô vàng này. Thì lô vàng này thì trước khi đi chi tiết thì em cũng nói luôn cái giá bán của nó là 2 triệu 300 ngàn đồng một đôi các bác nhá. À, một chiếc 2 triệu 300 ngàn đồng một chiếc và bên em bao ship đến tận nơi. Một số các bác là hôm trước là cũng rất chi là tinh, là khi mà nhìn thấy cái vàng này là loại mua cái vàng này. Tuy nhiên là bên em hôm nữa là em chưa bán, tại vì là em muốn làm một cái video riêng về cái vàng này, cho nên mà hôm trước một số bác quay xem cái video của em là gọi điện và muốn lấy cái vàng này. Tuy nhiên là em bảo là phải bán hết cái lô EM này em mới bán cái lô này, tại vì cái lô này là em muốn giới thiệu riêng thì nó có những cái đặc điểm mà rất chi là hay mà muốn giới thiệu cho các bác, cho nên mà em phải sẽ làm cái clip riêng. Thì hôm nay cái lô EM hết thì em sẽ giới thiệu cái lô này. Thì cái lô là vàng này thì nó là đặc, nó cũng là thuộc công ty EM sản xuất của Hàn Quốc các bác nhá, của Hàn Quốc. Thì các bác biết rồi, cái hàng bãi của Hàn Quốc thì là nó quá là về karaoke, thực sự là nó quá đình đám và nó quá nổi tiếng rồi. Rất nhiều các anh em đã dùng những cái con âm ly 203 và 506 của N ấy, N của Hàn Quốc ấy, thì đều biết là cái chất âm của nó rất là hay. Thì nói chung là cái dòng vang bãi của Hàn Quốc thì cực kỳ là hiếm ở nay trên thị trường, phải nói là hiếm cực kỳ luôn đấy, chứ không phải là sẵn có đâu ạ. Thì hôm nay thì cái lô vàng này nó cũng có tổng cộng là 12 con, mà thực sự là cái hàng này là rất chỉ là hiếm. Ừ. Một số bác hôm trước mua này cứ đè là phải đúng cái dòng nguồn giỏi mới mua, những cái dòng mà nguồn liền không mua. Thì hôm nay đây, bác nào mà hôm nọ mà không, tức là chờ thì là bữa nay em sẽ lên sóng để giới thiệu đây. Thì sau cái clip này thì em sẽ quay luôn một cái đoạn em test luôn cái vang này cho các bác xem đúng là vàng của Hàn Quốc nó có thực sự là đỉnh không. Thì cái con này thì nó không có nguồn trong mà nó sẽ là dùng nguồn rời ở ngoài đây, nó đi theo một cái nguồn như thế này đấy, nguồn như thế này. Đây chúng ta thấy cái nguồn hàng bãi của nó thực sự là chất lượng. Bác thấy con dây này, từ cái cổng chân cắm của nó này, này nó làm nguyên bằng bằng sắt mạ đấy, nó làm cực kỳ là chất lượng. Cái chân này nó không giống như những cái dòng vàng rẻ tiền hiện nay chúng ta thấy đấy, đúng là hàng xịn của nó đấy. Adapter này, con này nó chạy hai nguồn điện các bác nhé, 10V nhân 2 và 8V nhân 2 đấy. Cái nguồn này chúng ta mua ngoài thị trường là không có đâu các bác nhé, nếu mà trường hợp là không, rất chỉ là hiếm cái dòng nguồn này. Đấy, chúng ta thấy phải nói là chất lượng từ cái dây nguồn. Đấy, chúng ta thấy cái dây nguồn xịn của nó rất chỉ là lớn mà nó dẻo từ cái giắc cắm của nó đấy. Đấy, mỗi con van nó sẽ đi kèm một cái dây nguồn như thế này. Về van của nó thì con này thì đây, nó cũng giống như cái dòng EM thôi, nó có một cái dãy chỉnh cơ, đây là chỉnh bát tép của mic đấy. Cái nút đầu tiên này thì nói luôn, nút đây là để cắt cái tần số thấp của mic, nút này là chỉnh bát này, cái này là chỉnh chung này, và cái này chỉnh tép này, cái này là cắt tần số cao này, và cái này là cắt súc, chúng ta cắt tần số của súc đấy. Còn là cách cài đặt thì nó giống y chang như con EM hôm trước em đã nói lại. Và dưới phần mô tả của cái video này em cũng sẽ gửi cái link mà hướng dẫn cài đặt cái con vang EM đấy các bác xem. Thì con này giống chỉnh tương tự bát tép, thì chúng ta sẽ chỉnh ở bên này, nhấn cái nút này, nhấn cái nút bát tép của nhạc ấy, nhấn cái nút music này chúng ta giữ và chúng ta sẽ hiện lên chữ bát tép ở trên này. Còn mic ở trên đây thì em đã có video hướng dẫn rất kỹ rồi, ở nơi cái vang EM đấy chúng ta xem cách cài đặt, nói chung là giống nhau. Về phía sau nội thất của nó là khá là, tí này em sẽ giới thiệu cái phần nội thất cho các bác xem cực kỳ là hay. Đây, con vang này là con vang 6 cổng mới nhá, vang đời cao, nó không giống như những cái vang 4 cổng chúng ta thường thấy. Vang 6 cổng nó có hai cái cổng sâu rao đây này, cổng sâu rao này nó có tác dụng chúng ta đánh thêm một con đẩy nữa, hoặc là chúng ta cài đặt riêng một con đẩy, hoặc là lấy lời đấy, lấy loa monitor ấy, có thể là lấy đây cổng sub này, cổng center, hai cổng ra đẩy. Ở phía sau này nó cũng có cổng phía sau đây, thì cho sau này chúng ta là có cái cổng này, cái cổng là tín hiệu ra này, BGM này, tức là cái này là cái gọi là khuếch đại tín hiệu vào, vặn hết cỡ này lên. Cái này là sub này đấy, to nhỏ của sub này, cái này là độ trễ của sub này, chúng ta để không đấy. Cái này là cái cổng đây, hai cổng này, cái nút này để chỉnh hai cổng này để chúng ta cân bằng giữa mic và nhạc, chúng ta vặn sang bên này
Nếu vặn sang bên này thì là nhạc nó sẽ lớn và mic hết. Vặn hết cả thì là mic sẽ lớn và nhạc sẽ hết. Và để ở giữa thì vừa mic vừa nhạc. Và phía sau này nữa. Cái cổng này center nó cũng tương tự như thế. Center nó cũng chỉnh như thế. Đấy, nó của chị tác dụng thôi. Còn này phía sau nó thì là 50 lỗ cắm mic liền. Và cho các bác mà dùng lại là một số bác hôm nọ bán cái vàng gì mà các bác mua về làm mà đám hiếu. Rất chi là sướng tại vì là cắm được nhiều mic, cắm được nhiều mic và tiếng nó hay. Đấy, cắm được đàn sáo nhị rồi kèn đấy, rất chi là hay, 5 lỗ cắm mic liền. Quá là khủng đấy. Còn cổng tín hiệu vào thì nó cũng có hai cổng này đây thôi. Cổng này là cổng ghi âm, chúng ta không dùng, chúng ta chỉ cắm một trong hai cổng này. Một cái đỏ và cái trắng các bác nhá, cái vàng bỏ nhá. Đây là cái chỗ cho cắm nguồn. Đấy. Cái nguồn này không có nơi bán đâu các bác ạ, chúng ta muốn mua không có đâu. Trường hợp mà nếu mà trường hợp mà mất nguồn hoặc là bị cháy hư nguồn là chúng ta phải cuốn lại cái biến thế ở trong này này. Đấy, cuốn lại biến thế hoặc là chúng ta phải câu chế nguồn. Đây bây giờ em sẽ phần nội thất đây, các bác đang chờ cái phần nội thất của con này này, để em giới thiệu luôn. Cái con này nói chung là về nội thất của nó thì nó đặc trưng của cái dòng vang bãi của Hàn Quốc. Chúng ta nhìn thấy cái vĩ mạch của nó này, nó giống hệt chúng ta tháo những cái con 5 ly 203 506 là cái kiểu mạch vĩ nó cũng là cái kiểu y chang như thế này. Từ cái dây tín hiệu thì cái màu vĩ và những cái con linh kiện nó cũng khá là giống cái 203. Tuy nhiên là con này là dòng vang nó cao cấp hơn rồi, cao cấp hơn rất nhiều so với lại dòng 203 và 506. Nó có vị chống hú, nó có vị xử lý tín hiệu eco gì vợt. Còn 203 5 506 thì nó không có những cái đó, nó chỉ là dùng một tín hiệu analog bình thường. Là chúng ta đấy, con này nó có 3 tầng vĩ các bác nhá. Đây con này 3 tầng vĩ, ở đây 2 tầng vĩ. Đây này, cái phần này em xem là cái gì nha, để em tháo các bác xem. Ở đây cái phần con này là cái phần ở đây là nó là cái phần chip vi xử lý. Chip vi xử lý nó nằm trong cái hộp này. Tháo luôn cái phần này cho bác xem. Đây, nó có mấy cái con sò ở đây này, sò kích đây này, để nó khuếch đại tín hiệu vào. Cho nên mà chúng ta dùng con ly yếu yếu mà có cái con này nó hỗ trợ công suất, chúng ta đánh vẫn căng lo. Đấy, các bác không phải lo với phần để công suất yếu đâu ạ. Này, qua, không hiểu đây là cái phần gì mà nó đổ kêu đầy đặc trong này này. Thật sự là khá là bất ngờ. Thế em nghĩ đây là cái phần chip xử lý tín hiệu nó sẽ đổ đặc ở trong này. Này, nó đổ ngay trong này, nó đổ trong này thì nó có cái tác dụng là keo cái lớp keo này là vừa là cái lớp tản nhiệt luôn. Đấy, chip xử lý tín hiệu nó sẽ nằm ở trong đây. Cái này hư thì chịu thôi nhỉ. Đấy, không thể sửa được, sao mà cạo được cái keo này ra, bó tay thôi. Đấy. Nên nó nằm ở trong đây, lúc khi mà nó nóng cái này lên là nó nóng cả cái cục này lên. Để nó sẽ tản nhiệt. Bo của nó này chúng ta thấy kinh khủng không? Thực sự là chúng ta nếu như các bác nào mà đã dùng van cơ đời mới ấy, chúng ta cứ tháo ruột những con van cơ đời mới này, sẽ thấy ruột nó chẳng có cái gì hết ấy. Phải nói là thế. Ruột của nó không bao giờ như thế này, đẳng cấp như thế này. Cho nên mà cái hiện nay thực sự là cái nguồn hàng bãi nó luôn là cái nguồn hàng chất lượng, là cái sự lựa chọn hầu như là cực kỳ là tin cậy đối với những người tiêu dùng hiện nay. Tại vì thứ nhất là đó là những cái nguồn hàng mà cao cấp, nguồn hàng mà người ta đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên là nó chất lượng nó vẫn rất tốt và linh kiện, tất cả những cái linh kiện và những cái trang thiết bị công nghệ của nó luôn luôn là chuẩn. Chứ còn là hàng mới hiện nay thực sự là trừ những có một số những cái hàng hãng em không nói, tuy nhiên là đa số đến 95% lên trở lên là những cái hàng mà Việt Nam mình sang bên đó đặt hàng bên thị trường Trung Quốc và người ta sản xuất theo đơn đặt hàng. Mà khi mà đã đặt hàng rồi thì các bác biết rồi, ông nào cũng muốn là giá thành rẻ, muốn nhiều công nghệ giá thành rẻ để mà về bán được lợi nhuận cao. Tuy nhiên là cái giá thành rẻ thì nó sẽ đi kèm với là cái chất lượng nó sẽ kém, nó sẽ bớt cái này bớt cái kia. Đấy, cho nên mà chúng ta tháo những cái dòng vang đời mới hiện nay, vang cơ đời mới hiện nay thì hầu như cái ruột nó chả có cái mẹ gì hết đó, đó là nói thẳng. Đấy. Bên em mặc dù vẫn là bán vang cơ, cái vang cơ bãi hiện nay mới hiện nay nó bằng cái vang cơ bãi. Đấy. Cho nên mà
nó cũng không lệch nhau tiền đâu, tự nhiên mà cái chất lượng của hàng bãi luôn luôn là tốt hơn, mà cái nguồn hàng của hàng bãi thì nó cũng hiếm hơn, nó không ổn định và nó cũng hiếm hàng hơn, tức là lúc hên nha thì gặp, còn lúc khi mà không hên thì thôi rồi, không có đâu ạ. Đây nhá, các bác xem có toàn bộ nội thất rồi này. Đây, cái vi xử lý đúc ngay trong này luôn, thực sự là khá là bất ngờ với con này, cảm giác thì giống như là một cái máy vi tính. Cầm trong đây, ở trong này ba tầng bò, chúng ta thấy cái nhiều không, ba tầng bò nhá. Thực sự là nếu như hàng mới đều chưa bao giờ các bác thấy được những con vàng mà nó chất lượng nó như những con hàng bãi như thế này. Đấy, bây giờ em sẽ hát thử các bác xem nhé, em test thử một đoạn bài hát cho các bác xem về cái chất con vàng cơ này nhé, cả về trung hú cả về ấy nhá, vàng của nó nhá. Bây giờ các bác là đây, ở cái phần mic ở đây thì em đã hướng dẫn này, chúng ta chỉ việc ấn nút này và chúng ta chỉnh tự nó lưu thôi, còn riêng phần nhạc thì chúng ta sẽ mở bên này. Đây, cái này độ lớn của cổng sâu ra ngoài center này, cổng sub này, cái này là chúng ta chỉnh bass này, muốn bass để tăng này này của nhạc ấy. Tiếp theo này chest này, đấy, chúng ta chỉnh bass tép. Bây giờ em sẽ thử cho bác xem nhá. Thì đây cái tiếng echo này chỉ vào nhá, các bác này, này em ngồi đây này, loa đây nhá, rồi nhá thử nhá, lên 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 một hai lên 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 đấy, ngồi đây nhá, cái này lên lên lên. Bây giờ em sửa hát thử cho bác xem nhá. Một hai ba bốn năm sáu là tiếng hay lắm. Lên 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 lên. Hơi Hãy subscribe.
cuối cùng trước khi kết thúc video thì em muốn khẳng định là con vang này thì thế này. Bên em bán chính sách con vang này là bán bao hai lần các bác nhé. Về các bác test không ưng các bác không phải nhận hàng. Đấy. Em không bao giờ cho bác trường hợp là về các bác test một tuần sau các bác bảo không ưng các bác gửi lại cho em là không được. Tuy nhiên trước khi nhận hàng các bác được thử hàng, các bác không nhận hàng không ưng các bác thì gửi lại cho em. Và con vang này em bán vẫn là bao hai các bác nhé. Khoảng bao hai. Vang này thực sự là trung hũ, em có bất ngờ luôn, con vang này trung hũ quá tốt, thực sự là cực kỳ là tốt. Và nhắc lại giá của nó nhá, 2,3 triệu một con, bao ship nhá. Bao ship mọi miền Tổ quốc, không cần cọc nhá, không cần cọc, không cần chuyển khoản, nhận hàng thanh toán. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá.